Netizen Trung Quốc bất ngờ kết luận người Việt Nam thiếu thốn và nghèo nàn sau khi xem một buổi họp mặt gia đình của người Việt Nam. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chuyện là hôm nay mình lướt mạng xã hội Douyin của Trung Quốc thì bắt gặp những bình luận của netizen xứ Trung như Việt Nam thiếu thốn và nghèo nàn tới vậy sao? Mắc nôn chết đi được, tại sao họ lại ăn uống dưới đất nhìn thật mất vệ sinh? Tưởng phát triển thế nào, hóa ra còn thua xa Trung Quốc vài chục năm. Đây là một số bình luận tiêu cực trong một video có tựa đề là Những buổi họp mặt thường ngày ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam sẽ như thế nào của một chàng blogger sau khi anh được mời tham gia một buổi họp mặt tại Việt Nam. Vậy thực hư như thế nào mà cộng đồng mạng xứ Trung đã vội vàng kết luận người Việt thiếu thốn và nghèo nàn? Mời các bạn cùng xem video sau với mình nhé! Anh chàng mà mình kể ở trên là A Huy, một blogger làm về chủ đề trải nghiệm, khám phá cuộc sống, tìm hiểu phong tục tại các nước. Lần này anh có cơ hội được anh bạn người Việt mời tham gia một buổi họp mặt tại Việt Nam. Vì thấy thú vị và mới lạ, anh liền ghi lại những hoạt động từ khâu chuẩn bị đến khâu nhập tiệc để giới thiệu bạn bè Trung Quốc. Mở đầu video, anh tỏ ra vô cùng hào hứng vì là lần đầu tiên được mời tham gia một bữa tiệc của dân bản địa. Anh phải công nhận người Việt rất giỏi. Khi có tiệc không kể già trẻ lớn bé, họ sẽ chung tay vô chuẩn bị chứ không thuê dịch vụ nấu ăn bên ngoài. Họ chuẩn bị rất nhiều món ngon để chiêu đãi khách trong bữa tiệc này. Chỉ qua sự tương tác của mọi người trong lúc chuẩn bị bữa ăn mà anh cũng phần nào cảm nhận được tinh thần gắn kết và đùm bọc nhau của người dân Việt. Điều ngạc nhiên, mọi công cuộc chuẩn bị họ đều ngồi xổm dưới đất từ khâu sơ chế đồ ăn, nấu ăn, bày ra đĩa, ăn uống và rửa bát. Khi nhập tiệc, anh rất ngỡ ngàng khi thấy anh bạn bày đồ ăn xuống đất, mọi người ngồi xếp bằng và thưởng thức chúng ngon lành như thể đó là chuyện quá đỗi bình thường. Ở Việt Nam, đàn ông sẽ ngồi riêng và phụ nữ thì dùng riêng một mâm khác. Sau khi ăn xong, trong khi đàn ông uống trà và chơi bài, thì phụ nữ cùng nhau dọn dẹp và rửa chén hoặc chuẩn bị món tráng miệng. Nó thực sự khác so với những bữa tiệc mà anh được mời tại đất nước Trung Quốc. Thật bất ngờ, chỉ một video quay cảnh họp mặt thường ngày của Việt Nam mà vại viral trên Douyin xứ Trung. Video đang hot hòn hòt trong những ngày qua được chàng blogger xứ Trung tên A Huy đăng tải đã thu hút được hơn 1.600 lượt tim cùng hơn 600 bình luận. Nhiều người thể hiện rõ quan điểm ở Việt Nam đồ ăn rất mất vệ sinh, nhưng cũng nhiều người nói rằng Trung Quốc cũng có tục lệ ngồi dưới đất. Nào cùng mình lướt xem các thanh niên xứ Trung có những ý kiến trái chiều nào về buổi họp mặt tại Việt Nam nhé! Cá nhân tôi cảm thấy ăn uống ở Việt Nam khiến chân tôi và bụng tôi cũng khó chịu vì ngồi dưới đất ăn. Thậm chí sau khi dùng bữa xong, chân tôi tê cứng vì gập bằng quá lâu. Tôi tự hỏi người Việt ngồi ghế thì có vi phạm pháp luật không? Tôi đến nhà một người bạn Việt Nam ăn tối và chân tôi tê cứng vì phải ngồi dưới đất. Tôi dám nói món ăn Việt Nam quả thực là độc nhất vô nhị trên thế giới. Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì khi nấu, anh ấy đã ngồi xổm xuống và đặt chân rất gần những món ăn đó. Tôi đã từng đến đó và không thể ngồi như thế này được. Người bạn cùng lớp gọi tôi là Việt Nam kéo một chiếc ghế nhỏ sang cho tôi và tôi là người duy nhất ngồi trên chiếc ghế đó. Liệu tôi tự hỏi đồ nội thất ở Việt Nam mắc tới như vậy sao? Mắc tới nỗi họ không đủ tiền mua mà phải ngồi bệt ra sàn cắm cúi ăn. Đồ ăn Việt Nam là thứ kinh tởm nhất và khiến tôi buồn nôn. Mọi thứ đều lạnh lẽo và dơ bẩn. Có lần tôi ở Việt Nam được một tháng, ngồi ăn tưởng đã no nhưng khi đứng dậy chỉ thấy no. Người Việt coi trọng sự đoàn kết, hòa thuận trong gia đình và cuộc sống của họ hạnh phúc hơn nhiều so với người Trung Quốc. Nhà nhỏ, bàn ăn chiếm nhiều diện tích, không phải họ thích ngồi ăn dưới sàn, người giàu vẫn ăn tại bàn. Phụ nữ Việt Nam rất ngoan ngoãn và chịu khó. Tôi đã từng ăn đồ ăn ở Hà Nội và đồ ăn Hà Nội nấu khá ngon, giống như đồ ăn ở Quảng Tây của chúng tôi. Ở Việt Nam, người ta ăn dưới đất giống như ở Quảng Tây, người ta chỉ ăn dưới đất khi tỏ lòng hiếu thảo, tôi đã từng trải qua. Tôi không hiểu tại sao không làm một cái bàn, gỗ hồng mộc ở Việt Nam rất tốt cơ mà. Đây có phải là hoàn cảnh gia đình ở thủ đô không? Tôi e rằng đây chỉ là cảnh được quay ở vùng quê nghèo tại Việt Nam mà thôi. Tôi thực sự không quen đồ ăn Việt, ngồi xếp bằng thực sự rất khó chịu. Ngoài những quốc tịch khác nhau, nơi đây là nơi tôi cảm thấy giống người Trung Quốc nhất. Tục lệ của gia đình tôi cũng vậy, sau khi người già qua đời thì ngồi dưới đất ăn cơm, 7 ngày sau mới được ăn trên bàn như bình thường. Bạn Việt Nam của tôi nói ở nước họ, phụ nữ không được phép ngồi ăn tại bàn, điều này có đúng không? Tại sao giờ lại có sự phân biệt như thế đối với phụ nữ? Nội tạng lợn và thịt ba chỉ là ngon nhất ở Việt Nam, thịt gà và thịt dăm bông là những món không thể thiếu trên bàn ăn, gần giống như ở Quảng Tây. Ở Việt Nam,
phải có kỹ năng ngồi xổm trên sàn. Nhà tôi ở Móng Cái, Việt Nam, tôi tập nửa năm mới có thể ngồi đúng tư thế. Là người Trung Quốc, tôi mong Việt Nam sẽ ngày càng phát triển tốt hơn để bắt kịp với xứ Trung. Bây giờ tôi quen ngồi vào bàn, bây giờ về nhà bà ngoại và chị gái ở Việt Nam, tôi ngồi ăn dưới sàn, ăn xong chân tôi bị chuột rút. Chiếc mâm nhôm đó chính là mâm cỗ quốc gia của Việt Nam và có trong mỗi gia đình. Tôi cũng có một chiếc từ Việt Nam mang về, đã sử dụng hơn 30 đến 40 năm và rất bền. Ở Việt Nam, bạn có thể ăn trên sàn, trên giường hoặc trên bàn, bất cứ đâu mà bạn muốn. Trên thực tế, chúng ta là đất nước của những người anh em có cùng nền văn hóa và chủng tộc. Tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền bằng việc mua một cái bàn nhỏ và ghế đầu. Nhìn mọi người ăn uống như thế này thật khó chịu và chân ai có mùi thì thật phiền phức. Trông cũng không tệ, dù sao cũng là gà bản địa. Nhiều người trong chúng ta là gà cho ăn, vị chanh là hương vị của Việt Nam. Không có bàn à, chỉ có đàn ông mới được ngồi trên bàn, còn phụ nữ chỉ có thể ngồi trên sàn hay sao? Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt đều giữ tục lệ ngồi trên sàn, nhưng Trung Quốc đã bỏ hẳn thói quen này bắt đầu từ thời Nam Tống. Đây có phải là một bàn đầy đủ các món ăn, mỗi bàn một mâm, mỗi mâm 5 món so với chúng ta còn kém xa. Cứ bảo Việt Nam phát triển thế nào, chưa thấy đồ ăn mất vệ sinh như này là tôi buồn nôn chết đi được, nếu ở Việt Nam chắc tôi đã chết đói từ lâu. Đây chỉ là số ít những bình luận của netizen quan tâm về video. Ái chà, sau khi đọc bình luận thì có thể dễ dàng nhận thấy rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng xứ Trung. Người thì ủng hộ và nêu nguồn gốc phong tục ngồi ăn dưới sàn và cũng nhấn mạnh Trung Quốc cũng có tục lệ đó. Người thì dè bỉu nói rằng Việt Nam mất vệ sinh. Công nhận các bác Trung Quốc dễ dàng bị thao túng tâm lý ghê các bạn nhỉ. Chỉ thông qua một video mà đã vội vàng kết luận nước chúng ta nghèo nàn, thiếu thốn. Trong khi họ không biết đây là phong tục truyền từ thời xưa, đối với người Việt chúng ta, thời gian ăn uống không chỉ là lúc chúng ta thưởng thức những món ăn ngon lành, mà còn là khoảng thời gian mà gia đình, làng xóm nói chuyện, tâm sự. Đây cũng là nét đẹp văn hóa của người con đất Việt. Ngồi dưới sàn ăn giúp mọi người có thể ngồi gần nhau hơn, dễ dàng trao đổi, hỏi han nhau hơn. Ngoài ra, thời nay đàn ông và đàn bà sẽ ngồi ở hai mâm khác nhau, cũng để dễ dàng trong việc nói chuyện và tiếp bia, chúc mừng nhau dịp sum vầy, chứ không phải đặt nặng quá việc phân biệt nam nữ như lời mà cộng đồng mạng xứ Trung thắc mắc. Nói đâu xa, vì ngồi dưới sàn dùng bữa cũng là nét văn hóa nhiều nơi như Nhật Bản hoặc một số nơi ở Trung Quốc. Theo người Nhật, ngồi ăn trên sàn mang lại nhiều lợi ích hơn là ngồi ghế. Nhật Bản tin rằng vì ngồi dưới sàn có thể giúp họ cải thiện đường tiêu hóa, giảm cân, hoạt động linh hoạt hơn, thậm chí là có thể giúp họ kéo dài tuổi thọ. Còn đối với Trung Quốc, lướt bình luận thì chúng ta cũng thấy, cũng vài người ở Trung vẫn dùng món khi ngồi xếp bằng dưới đất còn gì. Vậy mà người Trung lại dè bỉu, quay ra chê lấy chê để Việt Nam thì có phải là ngộ quá rồi không? Mình chỉ muốn khẳng định lại với các bạn Trung Quốc còn đang thắc mắc về Việt Nam rằng, Việt Nam chúng tôi có thể dễ dàng mua bàn, ghế và vẫn ăn trên bàn và ghế trong những bữa ăn gia đình. Tuy nhiên khi có tiệc ở một số nơi Việt Nam vẫn giữ phong tục ăn dưới sàn. Đây là nét đẹp truyền thống chứ không phải do thiếu thốn bần cùng buộc người dân chúng tôi như vậy. Còn các bạn thì sao ạ? Các bạn có cảm nhận gì sau khi xem video này? Sau khi coi video, bạn có đồng tình với quan điểm của mình không? Bình luận ngay bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Loa Phường 4.0 để ủng hộ Ad ra thêm nhiều video thú vị, bổ ích cũng như cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!